Sáng ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh diễn tập xử lý tình huống cháy nổ và cứu nạn tại tòa nhà Times Square, phường Bến Nghé, quận 1 với hơn 500 người tham gia. Tình huống giả định khoảng 10 giờ mưa dông, tia sét đột ngột đánh trúng tòa nhà. Thời điểm này, hệ thống tiếp địa chống sét của tòa nhà dừng hoạt động để bảo trì, hở mạch nối đất nên không có tác dụng bảo vệ chống sét gây cháy hệ thống điện ở tầng 6 của tòa nhà. Tại vị trí tầng hầm B2 do bị mất điện làm mất tầm quan sát của người lái xe ô tô nên dẫn tới va chạm làm hư hỏng xe, rò rỉ nhiên liệu gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy xe. Vụ cháy nhanh chóng lây lan sang khu vực đậu xe hình thành cháy lớn. Nhân viên tại hầm B2 vào thang máy di chuyển lên tầng trệt nhưng thang có sự cố, dừng đột ngột khiến nhiều người mắc kẹt bên trong giữa tầng hầm B1 và tầng trệt. Nhận tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng đưa hàng trăm người dân bên trong tòa nhà ra ngoài, dùng xe thang giải cứu người mắc kẹt ở tầng 6. Một tổ khác tiếp cận thang máy, dùng kim thủy lực, máy cắt, cứu người mắc kẹt chuyển cấp cứu. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự cố tai nạn phát sinh. Buổi diễn tập nhằm vận hành kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiện đang được trang bị theo đúng tinh thần phương châm 4 tại chỗ.